Chào mừng các bạn lại đến với kênh 1001 câu chuyện nha. Và video ngày hôm nay không phải là câu chuyện gì hết, mà mình muốn nói với các bạn đó là chúng ta nhớ hạn chế ra ngoài, đặc biệt là người lớn tuổi nha. Bởi vì hiện nay là tình hình dịch Covid nó đang rất là căng thẳng đó các bạn ơi. Hãy bảo vệ gia đình và mọi người xung quanh nha. Còn hôm nay không có câu chuyện là bởi vì chưa suy nghĩ ra được câu chuyện gì hết. Nhưng mà sticker thì đã có được một bộ sticker rất là dễ thương, 5.000 đồng, đây xem, váy áo quá lung linh luôn đúng không nào. Tay còn cầm giỏ hoa, mái tóc vàng, cô nàng này thì có cái cài thỏ rất là xinh. Nhưng nó chỉ là một cái vỏ ở bên ngoài thôi. Còn ở bên trong thì nó sẽ là những cái sticker chìm nha. Đây, những cái sticker như thế này. Có kim tuyến rất là đẹp luôn ha. Hình của những cô gái nè. Đó, và những bộ đồ nữa ngang dọc rất là đẹp luôn. Nhưng mà thật sự là mình chưa biết quay câu chuyện gì nữa. Đang tính quay một cái câu chuyện về người con hiếu thảo, hoặc là một câu chuyện gì đó, nhưng mà chưa có ý tưởng nữa. Bạn nào có ý tưởng thì cho mình xin nha, có thể comment ở phía dưới giùm mình. Sticker thì đã có rồi, những bộ váy thì cũng đã có rồi, và lại rất là đẹp nữa nha, nhiều ơi là nhiều luôn. Mà có lẽ là nhiều quá, chúng ta cùng đếm nè. 1 2 rồi 3, tóc đỏ nè, váy vàng nè, váy đỏ nè, 4 5, đó, cô tóc vàng này cũng đẹp nữa ha. 6, wow, cô này cũng đẹp luôn. 7, yeah. 8, 9, 10, đó. 11 và 12. Theo các bạn thì là cô nào là đẹp nhất để đóng vai chính, và cô nào thì sẽ đóng là vai hung dữ hay là ác hay là đỏng đảnh. Đó, đó là cái vấn đề để chúng ta mấu chốt để mà tạo nên một câu chuyện nha. Câu chuyện thì phải có người tốt và người người chưa được tốt lắm. Đó, để chúng ta cùng nhắc nhở nhau phải sống thật là tốt. Đó, nhưng mà bây giờ ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương hết. Váy thì váy nào cũng đẹp hết, không biết chọn ai hết. Rất mong các bạn để lại một bình luận ở phía dưới giùm nha, là xem là sẽ chọn cặp nào. Đây, cặp số 1, tóc đen và tóc vàng. Hay là cặp số 2, tóc vàng và tóc đỏ. Hay là cặp số 3, hai cô nàng tóc vàng. Hay là cặp số 4 là hai cô nàng tóc nâu. Rồi, cặp số 5 là hai cô gái tóc nâu đỏ. Rồi, cặp này là cặp số 6 ha, đó là hai cô gái một ca cuối cùng. Đó, không biết là các bạn sẽ chọn cặp nào để đóng phim ngày mai đây. Nhớ bình luận ở phía dưới nha. Các bạn yêu thích cặp nào nhất thì nhớ bình luận lại. Nhớ ghi màu tóc nha, bởi vì mình không có biết được là các bạn thích màu nào hết. Và nếu thì có thể thì cho luôn một cái tên câu chuyện, một cái nội dung câu chuyện nào nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ở video sau. Sẽ có một câu chuyện được chọn để làm. Còn bây giờ thì coi như tạm thời chúng ta phải chia tay. Chúc các bạn và gia đình luôn dồi dào sức khỏe nha.